Rồi, thầy xin chào các em nhé. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải đề vòng sơ loại 1 của cấp tỉnh đấu trường toán học của cái năm học hôm năm nay 2022. Đó. Thì cái ngân hàng đề thì nó nằm ở FPT á. Thì nó như nhau hết thôi các bạn nhé. Nó không phân biệt tỉnh nào đâu. Quan trọng là các em nắm vững kiến thức và cách suy nghĩ để làm bài. Còn đề của tỉnh nào thì thành phố nào các em không quan trọng, nó như nhau hết à, cùng một cái ngân hàng mà ra hết ha. Chúng ta sẽ đi vào câu thứ nhất. Hai đại lượng tỷ lệ nghịch thì thầy ôn nhanh. Hai đại lượng tỷ lệ nghịch là gì? Đó là đại lượng này bằng một số cố định không thay đổi chia cho đại lượng kia. A là số cố định, hoặc là ta biến đổi công thức đó một xíu thì nó ra là hai đại lượng nhân với nhau mà bằng một số không thay đổi, thì đó gọi là hai đại lượng tỷ lệ nghịch các bạn nhé. Cái này học lý thuyết ở lớp 7 rồi. Thì cái số A không đổi là hằng số này, người ta gọi là hệ số tỷ lệ nghịch các bạn ha. Như vậy là ta nhìn cái đề này thì người ta cho là gì? Người ta cho là x và y tỷ lệ nghịch. Đấy, theo hệ số tỷ lệ là 22. Như vậy là ta tìm coi có cái công thức nào nó có dạng này hay không. Chúng ta sẽ thấy ngay là công thức thứ nhất các bạn ha. Đó, đó là đáp án của câu 1. Tương tự, thuận tiện thầy ôn lại luôn. Hai đại lượng tỷ lệ thuận là đại lượng này bằng số cố định hằng số đó, nhân cho đại lượng kia các bạn nhé. Và cái số K này gọi là hệ số tỷ lệ thuận các bạn ạ. Đừng có nhầm như thuận và nghịch như các em nhé, nguy hiểm lắm. Câu số 2 tương tự như vậy. X và Y tỷ lệ nghịch theo hệ số là 13. Thì Y nó sẽ bằng 13 chia X, hoặc là hai đại lượng nó nhân nhau thì bằng 13. Các em coi trong bốn công thức này thì công thức nào nó khớp với một trong hai cái công thức mà thầy vừa nói các bạn nhé. Thì nó chính là công thức đầu tiên luôn. Vậy thôi, trời ơi dễ quá. Câu số 3. X và Y tỷ lệ nghịch theo hệ số là 16, y như vậy luôn. Thì chúng ta sẽ thấy là công thức số 3. Câu số 4. Tỷ lệ nghịch thì đại lượng này sẽ bằng một số không đổi chia cho đại lượng kia, hoặc là hai đại lượng nhân nhau thì bằng số không thay đổi. Thì các bạn thấy trong ba cái công thức này thì mình để ý là cái công thức thứ nhất ta biến đổi nó một xíu là nó ra là x nhân y bằng 66. Như vậy là nó có hình dạng của cái công thức bên này nè, hai đại lượng nhân nhau bằng một số không thay đổi. Thì đó chính là thể hiện là trúng tỷ lệ nghịch các bạn nhé. Câu số 5. Y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số là 121, thì x cũng tỷ lệ nghịch với y theo hệ số 121 luôn các bạn ạ. Vì sao vậy? Y tỷ lệ nghịch với x theo hệ số 121 có nghĩa là y sẽ bằng số không thay đổi là 121 chia x. Mà từ đây thì mình cũng suy ra x sẽ bằng 121 chia cho y thôi. Có nghĩa là x và y cũng tỷ lệ nghịch với y theo hệ số là 121 thôi. Hai công thức này chúng ta cũng có thể đổi thành cái công thức tương đương, đó là x nhân y bằng 121. Riêng tỷ lệ nghịch thì thầy lại thích các bạn. Bởi vì là thằng thứ nhất tỷ lệ với thằng thứ hai theo hệ số nào thì thằng thứ hai cũng tỷ lệ nghịch với thằng thứ nhất theo hệ số đó thôi. Nó khác với tỷ lệ thuận. Tỷ lệ thuận thầy lấy ví dụ nha. Y tỷ lệ thuận với x theo hệ số là 5 chẳng hạn, tức là y bằng 5 nhân x. Thì lúc đó x lại bằng 1/5 nhân y. Có nghĩa là gì? Y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỷ lệ thuận là 5, thì x lại cũng tỷ lệ thuận với y nhưng mà hệ số của nó lại là nghịch đảo của số 5, tức là 1/5. Nó hơi khó chịu đấy các bạn. Như vậy nói là tỷ lệ thuận nhưng mà nó hơi nghịch nghịch. Còn trên này nói là tỷ lệ nghịch nhưng mà nó lại thuận lợi ha. Đó là quan điểm của thầy. Tiếp tục chúng ta qua câu số 6. Câu số 6 để làm cái dạng câu số 6 á, thì các em phải nhớ cái tính chất của tỷ lệ nghịch đã các bạn nhé. Tính chất tỷ lệ nghịch là gì? Là trong một cái bảng tỷ lệ nghịch á, trong một cái bảng tỷ lệ nghịch á, thì nó có các cặp giá trị tương ứng nha. X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, vân vân, tới XN Yn.
Nói chung là mỗi đại lượng nó sẽ có một cái giá trị, đại lượng x có những cái giá trị của nó, và tương ứng là y cũng sẽ có những cái giá trị. Thì trong cái bảng tỷ lệ nghịch, các bạn nhớ cho thầy một cái điều này nè, đã là hai đại lượng tỷ lệ nghịch thì lúc mình lấy dòng trên nhân cho dòng dưới thì kết quả nó ra như nhau hết, nó ra không thay đổi các bạn. Đó, cứ lấy một cặp giá trị tương ứng của hai đại lượng tỷ lệ nghịch nhân nhau thì nó sẽ ra không đổi, và cái số không đổi đó chính là hệ số tỷ lệ nghịch luôn các bạn. Đó, phải nắm vững điều này các bạn nhé. Trong tỷ lệ thuận thì nó khác, nhưng trong tỷ lệ nghịch thì các em tạm thời các em nhớ cái tính chất này nè. Rồi, như vậy ở trong cái bài này thì đầu tiên các em phải nhận định là đây là bài toán tỷ lệ nghịch đó nha. Tỷ lệ nghịch vì sao? Vì số người tăng lên thì cái số giờ làm nó sẽ rút ngắn lại, số giờ làm xong đó. Tương tự nếu số người mà là giảm đi thì cái số giờ hoàn thành nó phải tăng lên, nó nghịch nhau. Đó, làm những bài toán có lời văn như thế này thì đầu tiên mình phải nhận định nó là tỷ lệ thuận hay là tỷ lệ nghịch đó các bạn nhé. Như vậy trong bài này có hai đại lượng nghịch nhau là người, số người và số giờ các bạn. Làm nháp thì mình ghi tắt được không sao ấy. Số người là 5 người thì nó ứng với lại 6 giờ. Còn nếu có 7 người thì ứng với bao nhiêu giờ? Thầy tạm gọi là dấu x nè. 7 người là x giờ đúng không? Như vậy đây là bảng tỷ lệ nghịch thì hai dòng nhân nhau sẽ không đổi các bạn. Áp dụng cái tính chất trên đó. Như vậy 5 nhân 6 sẽ bằng 7 nhân x. Đó, ta sẽ có công thức này. Thì các em để ý ba công thức này thì ta nhân chéo lại, để coi nó giống công thức nào, nó giống công thức dưới này nhé. Thì mình thấy là 5 phải đi cặp với 6, 7 phải đi cặp với x lúc nhân chéo lại. Thì ở đây chỉ có công thức số 2 thôi là thỏa điều đó. 5 nhân 6 bằng 7 nhân x nhé. Tích 2 ngoài tỷ bằng tích 2 trung tỷ. Như vậy đó là đáp án số 2. Giả sử người ta bắt tính bao nhiêu giờ luôn thì các em có thể dùng thức đó các em tính ra x luôn các bạn nhé. Câu số 7 đầu tiên mình nhận định là loại tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch đó các bạn nhé. Đây cũng là toán tỷ lệ thuận các em ạ. Vì sao? Vì cái số máy mà tăng lên thì cái số ngày làm xong công việc nó sẽ giảm đi thôi. Còn số máy mà giảm đi thì số ngày hoàn thành công việc buộc nó phải dài ra, nó nới dài ra thôi. Không? Như vậy là chúng ta sẽ có một cái bảng tỷ lệ nghịch sinh ra. Hai đại lượng tỷ lệ nghịch ở đây đó là số máy và số ngày. Các bạn thầy viết chữ hơi lấu một xíu. Số máy của ba đội lần lượt là x, y, z. Thì x máy thì hoàn thành trong 4 ngày xong, y máy thì hoàn thành trong 7 ngày xong, z máy thì hoàn thành trong 5 ngày xong. Và vì đây là bảng tỷ lệ nghịch các bạn nha, như vậy theo cái bảng tính chất tỷ lệ nghịch thì ta lấy dòng trên nhân dòng dưới nó sẽ không thay đổi. Như vậy là 4 nhân x sẽ bằng 7 nhân y và bằng 5 nhân z. 4 nhân x sẽ bằng 7 nhân y và bằng 5 nhân z. Để các bạn nhé. Đó. Nó chính là cái tính chất hồi nãy thầy nói nè. Thì nếu em nào mà quan tâm muốn hiểu rõ hơn, kỹ hơn nữa thì các em có thể đăng ký các khóa học của thầy ở trong cái trang web là buinhuyenluan.com ha. Fanpage của thầy là Toán Thầy Luận các bạn nhé. Toán Thầy Luận. Các em lên internet, các em gõ Facebook á, là ra liền à. Sau này thầy sẽ thiết kế xong các cái khóa học đấu trường toán học thì thầy sẽ đăng ở trên đó. Em nào có nhu cầu học thì tham gia học, còn không thì cứ theo dõi các video của thầy là cũng đủ giỏi rồi. Câu số 8. Một vòi nước đó bơm thì đầy bể mất 150 phút. Số vòi tăng lên thì cái số giờ, số phút để nó đầy bể nó sẽ giảm đi thôi. Lại là toán tỷ lệ nghịch các bạn nhé. Và ở đây các em dễ dàng thấy được là số vòi tăng lên thì số phút giảm đi, đó chính là hai đại lượng tỷ lệ luôn ha. Tỷ lệ nghịch đó. Như vậy nếu mà
số vòi tăng lên, một vòi này thì là 150 phút. À, như vậy 3 vòi thì sẽ là bao nhiêu phút? Thì số vòi tăng lên gấp 3 thì số phút sẽ giảm đi gấp 3 lần thôi. Nếu mà em nào làm nhanh thì sẽ như thế. Còn không thì các em lấy hai này nhân nhau sẽ bằng hai này nhân nhau nè, 1 nhân 150 sẽ bằng 3 nhân cho cái dấu hỏi đó. Và từ đó các em sẽ tính ra cái dấu hỏi là bằng 150 chia 3 thôi. Như vậy nó sẽ ra 50 phút, đúng không? Câu số 9. Lại là toán tỷ lệ thuận các bạn ạ. À, lại là toán tỷ lệ thuận. Ở đây hai đại lượng x là số giờ, y là số công nhân. 6 giờ cần 30 công nhân. Đó. 6 giờ cần 30 công nhân. Nếu có 45 công nhân. Đây là công nhân nè, y là công nhân các bạn nhé. X là số giờ. Có chừng nhầm á. 6 giờ thì ứng với 30 công nhân. Vậy 45 công nhân thì ứng với x giờ theo đề cho. Các em đọc đề các em thấy nè. X giờ ha. Thầy thường gọi các cái cặp này, nói vui là các cặp vợ chồng các bạn. Vợ nào chồng đó tương ứng thôi, duy nhất. Rồi, vì đây là bảng tỷ lệ nghịch cho nên là ta sẽ có là 6 nhân 30 sẽ bằng x nhân cho 45. Rồi, các em coi ba công thức đó thì công thức nào nó khớp nha. 6 phải đi cặp với 30. Lúc nhân chéo lại, như vậy ta chỉ thấy công thức số 2 thôi. 6 đi với 30 và 45 nhân với x khi nhân chéo lại. Như vậy là đáp án số 2 các em nhé. Câu số 10. À, nó giống như cái bài hồi nãy các bạn. Như vậy là một vòi thì hết 90 phút. Đúng chưa? Bây giờ tăng lên 5 vòi thì thời gian sẽ giảm đi gấp 5 lần thôi. Các em lấy 90 chia cho 5. Nếu thầy không làm nó sẽ ra là 18 các bạn nhé. Còn nếu thầy làm thì các em tự tính lại ha. Câu số 11 là bài toán hình. Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh thì góc nó phải lọt vô giữa hai cạnh các bạn nhé. Góc nó phải lọt vô giữa hai cạnh bằng nhau. Ở đây có hai cạnh bằng nhau rồi, vậy ta cần thêm góc M bằng góc G thôi. Như vậy ta lấy đáp án đầu tiên. Câu số 12. Trời ơi dễ quá ha. Bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Như vậy góc K lọt vô giữa nè thì góc E với góc K phải bằng nhau thì nó khớp với cạnh góc cạnh. Tiếp tục, ở đây cũng là cạnh góc cạnh. Thì hai tam giác này các em dễ dàng thấy là nó có cái cạnh BC là cạnh dùng chung rồi. Rồi có góc C bằng góc C trên bằng góc C dưới đề cho rồi. Như vậy ta cần cái cạnh còn lại ở hai bên cái góc bằng nhau đó. Bằng nhau nữa thôi là xong. Như vậy là CM phải bằng 4 cm để nó khớp với trường hợp là cạnh góc cạnh các bạn nhé. Câu số 14. Hãy điền số thích hợp vào ô trống để bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh nha. Đó, góc P thì nó lọt vô giữa 5 với 9, vậy là đây là phải bằng 87 thôi. Ở đây người ta để hai tam giác nó cùng hướng là nhìn nó vẫn dễ, chứ giờ tam giác mà nó xoay đi nữa nó mới mệt các bạn. Như vậy chỗ này là 87 độ các bạn nhé. Rồi, câu số 15. Dễ quá các em ạ. Cạnh góc cạnh thì H với M phải bằng nhau thôi. Như vậy ta chọn đáp án số 2 thôi. Câu số 16. À, lại trở lại tỷ lệ nghịch. Tỷ lệ nghịch thì thầy nói rồi, lấy hai dòng nhân nhau sẽ ra không đổi. Đó, nhân nhau sẽ ra không đổi. Nhân nhau ra không đổi. Đó là nguyên tắc rồi. Như vậy các bạn thấy là 5 x 8 ha, 5 x 8 bắt buộc phải bằng 20 nhân cho y2, bắt buộc phải bằng x3 nhân cho -4 và cuối cùng là phải bằng -8 nhân cho y4 ha. Rồi. Ta lấy hai cái tích thứ nhất và thứ nhì bằng nhau thì ta sẽ tính được y2. Y2 sẽ bằng 5 x 8 40 chia 20 là bằng 2. 40 chia 20 bằng 2. Rồi. Ta lấy cái tích thứ nhất và cái tích thứ ba ép nó bằng nhau thì x3 sẽ bằng 40 chia trừ 4 là ra -10 các bạn. Rồi tiếp tục các bạn lại lấy cái tích đầu tiên với tích cuối cùng thì các em sẽ tính được y4 sẽ bằng 58 40 chia -8 là ra -5. Như vậy y2 là bằng 2. Còn x3 là bằng -10. Còn y4 sẽ bằng -5.
dẹt mà các bạn nhé. Các bạn có thể thử lại nếu sợ, nếu sợ sai các em cứ lấy nhân lại thôi, lấy dòng trên nhân dòng dưới nó ra giống nhau hết là được, nó đều ra 40, xin lỗi, trừ 10 là ở phía trên này, xin lỗi các em, trừ 10 nhân trừ 4 là bằng 40. Ok vậy nhá. Câu số 17 chắc cũng vậy thôi, lại là tỷ lệ nghịch các bạn nè, tỷ lệ nghịch nè. Đây như vậy là ở đây có một cặp vợ chồng đã biết là cặp x2y2 là âm 4 nhân 9 là sẽ bằng âm 36 ha, âm 36. Như vậy hệ số tỷ lệ là âm 36 đó. Bây giờ những cái số kem điền vào dấu hỏi á là bao nhiêu thằng biết, nhưng mà nhân với cái giá trị tương ứng của nó là phải bằng âm 36. Như vậy chỗ này bao nhiêu nhân với 2 bằng âm 36 thì đó chính là âm 18. Âm 18 nha. Còn chỗ này suy nghĩ bao nhiêu nhân với âm 3 thì bằng âm 36 thì nó chính là dương 12 các bạn nhé. 12 nhân âm 3 sẽ bằng âm 36 thôi. Tiếp tục là cái cặp cuối thì số nào nhân cho âm 12 sẽ ra âm 36, đó chính là số số 3 các bạn. Đó, nó vậy thôi, nó đơn giản vậy thôi các bạn. Nãy giờ người ta thiên vị, người ta cho tỷ lệ nghịch nhiều quá các bạn nhé. Trong cái bảng tỷ lệ thuận tiện tay thầy ôn thôi các bạn ạ. Trong cái bảng tỷ lệ thuận á thì lại không có cái chuyện là hai dòng nhân nhau ra không đổi, mà lại là hai dòng chia nhau thì không đổi các bạn nhé. Đó. Nếu các bạn hứng thú thì các bạn tham gia các khóa học ở trên trang web của thầy á, các bạn sẽ hiểu chặt chẽ và hệ thống hơn. Đối với tỷ lệ thuận thì lấy thằng dòng 1 chia dòng 2 nó lại ra không đổi, hoặc là lấy dòng 2 chia dòng 1 thì nó lại ra không đổi. Đó là thuận nha các bạn nhé. Đây thì tiện tay thì ôn thôi. Nãy giờ không gặp bài nào về thuận hết. Rồi tỷ lệ nghịch tiếp. Cái đề vòng này nó thiên vị về tỷ lệ nghịch quá. Câu số 18. Rồi. Như vậy là hai đại lượng tỷ lệ nghịch thì lúc nhân lại nó sẽ ra không thay đổi và sẽ bằng hệ số tỷ lệ nghịch các bạn nhé. Như vậy ở đây là x bằng 12, y thì bằng âm 7. Đó. Như vậy từ đây các em sẽ tính được hệ số tỷ lệ nghịch thôi. A nó sẽ bằng là âm 84. Và khi A bằng âm 84 thì các em có thể lấy được cái công thức tỷ lệ nghịch là đại lượng này bằng âm 84 chia đại lượng kia, hoặc là hai đại lượng đó nhân nhau bằng âm 84. Rồi các em coi thử cái phần đáp án có công thức nào rớt vào trong một trong hai công thức này nhé, thì đó chính là công thức đầu tiên. Vậy thôi, đơn giản mà. Tiếp tục hoàn toàn tương tự ở câu số 19 các bạn ạ. Tỷ lệ nghịch thì x nhân y sẽ bằng hệ số tỷ lệ. Ở đây x bằng 4, có một cặp vợ chồng đã biết đó, 4 nhân 15 là bằng 60 ha. Như vậy là ta sẽ lấy công thức là y bằng 60 chia x, hoặc là hai đại lượng nhân nhau bằng 60. Nó chính là đáp án nào nhỉ? Đáp án cuối về y bằng 60 chia x. Giảng thì có vẻ dài dòng đó, nhưng mà khi các em đã hiểu lý thuyết thầy giảng rồi, đặc biệt là khi tham gia những khóa học, khi hiểu kỹ rồi thì vô đây các em làm nhanh lắm, chứ không có cảm giác dài như thầy đang giảng đâu. Câu số 20 các bạn. Người ta hỏi là nó có tỷ lệ nghịch không, thì ta cứ lấy hai dòng nhân nhau coi nó có thay đổi không. Nếu đều tăm tắp ở mọi nơi thì đó là tỷ lệ nghịch. 12 nhân 4 48, âm 8 nhân âm 6 là 48, âm 3 nhân âm 16 cũng 48. Nhưng mà chỗ này thì có vấn đề ra. 24 nhân âm 2 là ra âm 48. Như vậy nó không có bằng mấy cái cặp kia nhân lại. Như vậy đây không phải tỷ lệ nghịch. Chỉ cần một cặp như thế là kết luận không phải tỷ lệ nghịch luôn. Câu số 21. Lại là một bài toán tỷ lệ nghịch. Cứ loại toán mà số người làm bao nhiêu ngày xong thì đó là tỷ lệ nghịch các bạn nhé. Thầy vẽ một cái bảng tỷ lệ nghịch cho nó khoa học. Hai đại lượng tỷ lệ nghịch là x và y. X ở đây có thể xem là số công nhân, còn y là số ngày làm xong. 10 công nhân thì ứng với 12 ngày. Nếu bổ sung thêm 5 người nữa, tức là 15 người,
thì mất bao nhiêu ngày xong? Thì các em tỷ lệ nghịch mà, nghịch mà, thì hai dòng nhân nhau không đổi, 10 x 12 sẽ bằng 15 nhân hỏi. Từ đây các em sẽ suy ra là số ngày 15 người làm xong sẽ là 10 x 12 là 120, đúng không? Các em có thể dùng máy tính cho nó lẹ cơ, vô thi vừa lẹ vừa chắc ăn, 120 chia 15. Như vậy nó sẽ ra là 8 ngày các bạn nhé. Nhưng mà đây lại không có đáp án 8 ngày. Ủa, vậy thầy giải sai hay sao? Bình tĩnh, đọc đề các em, đọc đề cho kỹ. Người ta hỏi là sớm mấy ngày so với dự định thôi. Đó, nếu 15 người thì làm mất 8 ngày là xong. Còn trước đó là dự định là làm 12 ngày xong, mà giờ làm 8 ngày xong. Như vậy là mình làm xong sớm được 4 ngày các bạn nhé. Dự định 12 ngày mà làm 8 ngày xong rồi thì mình làm xong sớm 4 ngày thôi. Lại một câu y như vậy các bạn ạ. Đó, ta lại có một cái bảng cho lẹ. 8 người thì 36 ngày xong, bổ sung thêm 4 người tức là thành 12 người thì bao nhiêu ngày xong? Thì từ đây các em sẽ có là 8 x 36 là bằng 12 nhân hỏi, đúng không? Như vậy là số ngày hỏi đó sẽ bằng gì? Chuyển qua thôi, 36 chia 12 là bằng 3, 38 là 24. 12 người thì mất 24 ngày là xong. 24 ngày mà so với 36 ngày dự định thì mình làm xong sớm được mới 12 ngày các bạn. Câu số 23 bắt đầu khó rồi. Rồi, cũng không khó đâu. Nếu tham gia những khóa học của thầy thì mấy bài toán này các em phản xạ nhanh lắm. Còn chăm chỉ xem các video của thầy cũng dễ hiểu thôi cho các bạn nhé. Nhưng mà nếu các em muốn tiến dần tới các cái vòng cấp cao hơn, vòng huyện, vòng tỉnh, vòng quốc gia, đấu trường gala, vân vân, thì các em nên tham gia những khóa học của thầy để nắm toàn vẹn những kiến thức này. Ở đây thầy giảng nhanh như sau. Các em phải hiểu hai nguyên tắc này này. Nếu người ta cho A, B, C tỷ lệ thuận với 3, 4, 5 chẳng hạn, thì có nghĩa là người ta cho mình công thức là A phần 3 bằng B phần 4 bằng C phần 5. Đó, hãy nắm nguyên tắc đó. Tiếp tục, tương tự, nếu người ta cho A, B, C tỷ lệ nghịch với lại 3, 4, 5 chẳng hạn, thì mình lại có công thức là 3 nhân A bằng 4 nhân B bằng 5 nhân C. Đó. Và thầy không có nói nhiều nữa. Cái này là nó thuộc về tính chất của tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch. Như hồi nãy thầy ôn trên này nè. Đây là tỷ lệ thuận nè. Thì lấy hai dòng chia nhau là ra không đổi. Còn tỷ lệ nghịch thì lấy hai dòng nhân nhau là ra không đổi các bạn nhé. Đó. Ở trong các cái khóa học của thầy sẽ chuẩn hóa lại cho nó chặt chẽ hơn nữa. Nếu các em muốn hiểu kỹ hơn cứ tham gia. Còn bây giờ nếu mà chỉ để ứng dụng vào bài tập thì các em cứ thuộc hai nguyên tắc đó cho thầy đã. Giờ đây người ta cho là mẹ và con tỷ lệ với 2 và 5, nghĩa là sao? Nghĩa là mẹ nhân 2 nhé, mẹ nhân 2 thì bằng con nhân 5 các bạn. Nó là tỷ lệ nghịch mà. Đó, người ta cho A và B tỷ lệ nghịch với 3 và 4, có nghĩa là 3 nhân A bằng 4 nhân B. Đó, kiểu như vậy đó. Rồi, ngoài ra người ta cho một dữ kiện nữa là mẹ hơn con 27 tuổi, tức là mẹ trừ con bằng 27. Nếu đây là tiểu học thì đây là bài toán hiệu tỷ các bạn nhé. Rồi, giờ thầy sẽ hướng dẫn nhanh. Ở công thức đầu tiên, công thức thứ nhất, từ công thức thứ nhất thì các em sẽ suy ra là mẹ trên 5 sẽ bằng con trên 2. Rồi sau đó mình áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau luôn, học rồi nhá. Lấy tử trừ tử, mẫu bắt chước theo là 5 trừ 2. Như vậy là nó sẽ bằng mẹ trừ con là 27, còn 5 trừ 2 thì bằng 3. 27 mà chia cho 3 thì nó bằng 9 các bạn nhé. Rồi mình trích cái tỷ số đầu tiên là mẹ phần 5 và tỷ số cuối cùng là bằng 9. Từ đó mình sẽ tính được mẹ thôi. Mẹ phần 5 bằng 9 thì mẹ sẽ bằng 5 nhân 9 và bằng 45 tuổi các bạn nhé. Như vậy là mẹ năm nay là 45 tuổi. Nếu thích thì các em có thể tính tuổi con luôn ha. Nhưng mà người ta không có hỏi.
Câu số 24. Ôi giời, lại là cái câu kiểu hồi nãy. Có cái gì đâu. Nhanh thôi, thành máu thịt rồi. À, hai đại lượng tỷ lệ nghịch. 14 công nhân thì ứng với 10 ngày, bổ sung thêm 6 công nhân là thành 20 người. Thì mất bao nhiêu ngày? Thì mình sẽ có là 14 nhân 10 bằng 20 nhân với hỏi. Từ đây suy ra số ngày sẽ là 7 ngày các bạn nhé. 7 ngày mà so với 10 ngày ở trong dự định thì sớm được 3 ngày. Sao hỏi cái này biết rồi ta? Dễ quá mà. Rồi, câu số 25. Câu này thì hơi chua một chút. Câu 25 là một bài toán chuyển động nha. Toán chuyển động thì đầu tiên mình phải nhận định nó là thuận hay nghịch đó các bạn nha. Bây giờ các bạn chắc ai cũng biết là trong toán chuyển động đều thì quãng đường đi sẽ bằng vận tốc nhân thời gian. Trong đó quãng đường thường thường nó sẽ không có thay đổi. Thì đúng thôi, khi người ta đã xây dựng xong cái công trình về giao thông thì cái đoạn đường đó nó sẽ vĩnh viễn là như vậy, nó có là thay đổi bao giờ đâu nhá. Nếu có thay đổi là vận tốc đi trên đường đó và thời gian hoàn thành cái đoạn đường đó, vậy thôi. Vận tốc mà tăng lên, đi nhanh hơn á, thì thời gian đi hết quãng đường đó sẽ giảm đi. Còn nếu mà vận tốc mà mình đi chậm lại thì ta sẽ cần nhiều thời gian hơn để đi hết quãng đường đó. Như vậy là vận tốc và thời gian trên cùng một quãng đường cố định nó sẽ tỷ lệ nghịch với nhau các bạn nhé. Như vậy ta sẽ có một cái bảng là tỷ lệ nghịch các bạn ạ. Đó. À, hai đại lượng tỷ lệ nghịch là V và T. Đi với vận tốc V1 thì sẽ tốn thời gian là T1 để hoàn thành. Đi với vận tốc V2 thì sẽ tốn thời gian tương ứng là T2 hoàn thành. Và vì chúng nó tỷ lệ nghịch cho nên là khi thầy lấy hai dòng nhân nhau thì nó sẽ ra không đổi các bạn ạ. Đó, phải hiểu nguyên tắc này thì làm bài nó mới nhẹ đầu. Ở đây khi đi từ Hà Nội tới Quảng Ninh thì vận tốc bao nhiêu á thì thầy chưa biết, là V1 thôi. Nhưng mà thời gian nó sẽ tốn là 3,9. Còn khi về thì cũng là quãng đường đó thôi, có thay đổi gì đâu. Khi về á thì vận tốc V2 thì cũng chưa biết, nhưng mà biết một điều là nó bằng 1,3. Nó bằng 1,3 vận tốc lúc đi, tức là bằng 1,3 V1 cái mà. À. Còn T2 cũng chưa biết. Đó. Bây giờ các em căn cứ vào cái công thức dưới này. V1 nhân T1 thì sẽ bằng V2 nhân T2. Thì từ đó mình thay thế vô. V1 thì chưa biết để nguyên, T1 là bằng 3,9. Còn V2 á chưa biết, nhưng mà ta biết một điều là nó bằng 1,3 V1 em ạ. À. Còn T2 thì mình cũng bó tay, mình chưa biết, dễ nguyên thôi. Rồi các em nhìn hai công thức. À, nhìn hai vế của hai công thức thì các em thấy nó có giống nhau cái chỗ là V1. Đúng không? Giống nhau V1 thì mình lược bỏ nó đi. Giản lược đi. Như vậy ta thu được một công thức mới là 3,9 sẽ bằng 1,3 nhân cho T2. Và từ công thức này các em sẽ tính được T2 là bằng 3,9 chia cho 1,3, tức là bằng 3 các bạn. Nhớ nha. Đó, trong một bảng tỷ lệ nghịch thì cứ lấy hai dòng nhân nhau là nó sẽ ra bằng nhau. Đó là nền tảng để giải quyết được cái bài toán tỷ lệ nghịch các bạn. Như vậy đáp án ở đây là 3 giờ các bạn nhé. Câu số 26. Rồi. Hai tam giác này bằng nhau, đúng không? Hai tam giác này bằng nhau thì mình sẽ để ý là hai cái cạnh tương ứng là cạnh một gạch với cạnh một gạch này. Thì hai cái góc hai bên, hai đầu của cạnh đó cũng phải tương ứng với nhau. Thì các bạn thấy là góc A góc 56 thì không thể nào tương ứng với 76 rồi, đúng không? Như vậy là góc 56 phải tương ứng với góc A, tức là góc A phải bằng 56 độ các bạn. Làm nhanh như vậy á chứ đừng có định lý tổng ba góc ba ghẹo gì, nó mất công lắm. Câu 27, tìm khẳng định đúng. Cái hình này là hình tam giác cân, mình quá quen mặt rồi. Như vậy là góc NMK bằng 60 độ. Thì đây là một điều đúng nè. Vậy ta chọn luôn cái đáp án đầu tiên luôn. Hai tam giác đó bằng nhau. Hai tam giác 1 và tam giác 2 bằng nhau trong trường hợp cạnh góc cạnh nha. Đó.
vì đây là bồi dưỡng cho nên mình làng sàng xíu cũng được, vô thi thì chọn được và mình đi liền qua câu khác các bạn nhé. Ở đây đang bồi dưỡng cho nên mình coi thử là lý do tại sao cái ý số 2 nó sai nha. Cái ý số 2 tại sao nó sai nhỉ? Tam giác ANK bằng KNM, à sai đỉnh nha, sai đỉnh tương ứng. Ý thứ ba NKA thì có vẻ là bằng 90 độ, còn bên NMK là bằng 60 thì làm sao bằng nhau được. Vậy sai là đúng rồi. Câu số 28. Câu số 28 các em để ý nè. Khi mà đề bài cho cái ô vuông như này là thường thường nó sẽ có nhiều đáp án đó nha, chứ không phải một đáp án đâu. Đó là kinh nghiệm các em cũng biết rồi. Ý A, tam giác BGD, B xuống G qua D bằng tam giác B xuống D qua H, như vậy đỉnh tương ứng bị trật. Như vậy thầy không có chọn cái ý đâu, người ta bảo chọn ý đúng mà, bỏ đi. Ý thứ hai, tam giác B xuống G qua D bằng tam giác B xuống H qua D, đỉnh tương ứng đúng, vậy thầy chọn đáp án thứ hai. Tiếp tục góc HBD, HBD bằng 32, quá chuẩn. Ý cuối BGD, góc BGD, BGD là góc bên này, bằng góc HBD là bằng góc này. Hai góc đó chả có cơ sở nào bằng nhau hết, bỏ đi. Như vậy ta chỉ chọn đáp án thứ nhì và đáp án thứ ba thôi. Vô thi thì cố gắng làm nhanh hơn chút các bạn nhé. Còn đây thầy đang giảng bài cho các em, thành ra là nó có cảm giác là hơi dài. Câu số 29. Đúng ra ta phải nói là hai tam giác này bằng nhau ấy, thì mình mới có cơ sở để làm việc. Mà thôi, cái đề nó thiếu sót thì mình tự hiểu đi. Hai cạnh tương ứng là cạnh hai gạch, mà đúng hai tam giác này bằng nhau nhé. Bởi vì dùng định lý tổng ba góc là ra chỗ này bằng 85 độ thôi, thì nó bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Như vậy cái hồi nãy thầy nói cũng không cần thiết, tự các em phải hiểu. Rồi, hai cạnh tương ứng là cạnh hai gạch bằng cạnh hai gạch, thì hai cái góc ở hai đầu của hai cạnh đó cũng tương ứng các bạn nhé. Các bạn thấy là góc 85 không thể nào tương ứng với 35 độ được. Như vậy là 85 chỉ còn tương ứng với cái đầu còn lại của cái cạnh bên kia thôi, là góc D. Ở đây người ta hỏi góc B mà, xin lỗi kìa. Như vậy góc B sẽ tương ứng với lại 35 độ thôi. Câu số 30. Dễ quá nhỉ, mấy câu cùng loại. Rồi, hai tam giác đó các em dễ dàng suy luận được nó bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Mà chắc chắn người ta cho bằng nhau thì người ta mới hỏi các góc. Rồi, tìm cạnh tương ứng là cạnh một gạch với cạnh một gạch, thì hai đầu của cạnh một gạch đó nó cũng sẽ tương ứng nha. 58 thì cũng thể tương ứng với 42 rồi. Như vậy 58 chỉ còn tương ứng với lại góc E thôi. Như vậy góc E là bằng 58 độ các bạn nhé. Rồi, hôm nay thầy đã hướng dẫn cho các em xong cái vòng sơ loại 1 cấp tỉnh các bạn nhé. Đó. Và đề có câu nào thầy hướng dẫn rất kỹ càng rồi đó. Còn nếu các em muốn nắm tổng quát hơn nữa thì các em có thể sắp tới các em tham gia các khóa học của thầy ở trong trang web buinnguyenluận.com các bạn nhé. Đó. Phân bay ở trên Facebook của thầy là Toán Thời Luận, các em enter phát ra liền à nhé, Toán Thời Luận. Đó. Nếu hứng thú thì tham gia, còn không thì cứ xem các video của thầy cũng được, là ok rồi các bạn nhé. Rồi, chào tạm biệt các em.